cả nhà, chào mừng các bạn đến với video của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc so sánh cực kỳ là hot. Đó là chúng ta sẽ có sự so sánh giữa ba chai nước hoa Creed Aventus, Marcella C Drop Boys và Amaf Club The New Intense. Ba chai nước hoa này từ trước tới nay luôn được đánh giá là có mùi hương, có nét tương đồng, mà ở đây là hai chai nước hoa Marcella C Drop Boys và Amaf Club The New Intense là một trong số những chai nước hoa mà được coi là bản clone mùi hương của Creed Aventus. Và hôm nay chúng ta sẽ có một sự so sánh chai nước hoa nào có mùi hương ok hơn là bản gốc đầu tiên Aventus hay là những bản clone thế hệ sau. Và để so sánh cái cuộc so sánh mùi hương của ba chai nước hoa này công bằng, mình xin nói thêm là mình đã xịt mùi hương của ba chai này trước 20 phút trước khi mình bắt đầu đi cho mọi người ngửi. Đó, do đó là các bạn cũng nên lưu ý là không phải là mình xịt sau đó là mình đưa cho mọi người ngửi luôn, mà mình đã xịt trước khi đó khoảng tầm 20 phút rồi, có nghĩa là gần như đến nốt cuối rồi, để cho công bằng cuộc so tài này. Bây giờ anh em hãy cùng mình đi test mùi hương của ba chai nước hoa này. Let's go. Bây giờ anh có mùi hương của ba chai nước hoa ấy, thì em có thể ngửi giúp anh và chai nào là em cảm thấy mùi ok nhất. Chai đầu tiên. Đúng rồi. Chai thứ hai. Em thích chai nào nhất? Em thích cái thứ hai. Cái thứ hai là cái này. Đúng không em? Creed Aventus. Ok rồi, cảm ơn em nhé. Okay, so I have three smell or three bottle of fragrance. Okay. So please you smell and which one you prefer. Okay. Okay, the first one. Okay, the second. And the third. So, this side, please, this side, yeah. So, which one you? The second one. The second? How about you? I really dislike the second one, I like the first one. The first one? Okay, so, this one? You like this one? Yeah. Yeah, Marcella. And you like the second one? This one? Okay, Creed Aventus. Okay, thank you. Yeah. So here I have a three smell of the three bottle fragrance. So please smell and which one you prefer. Okay, the first one. Okay, the second one. Okay, and the last. So which one you? The first one. The first one? Definitely. It's sweeter. This one? Yep. This one? Yeah, it's really, really nice. Marcella. Yeah, okay. Thank you. No problem. Mùi hương của ba chai nước hoa. Thì các bạn có thể ngửi và chọn giúp mình chai nào là các bạn cảm thấy có mùi là ok nhất. Đây là chai đầu tiên. Okay. Chai thứ hai. Bạn ngửi bị ngược mất rồi. Đây, ở đây cơ. À, đây nhá. Đây vào đây. Bạn thích mùi hương nào? Mình thích mùi số 1 nhá. Mùi số 1. Còn bạn? Bạn thích mùi nào? Đây. Mùi này bạn có thể ngửi lại mà chắc chắn mùi này không? Mình thấy ba cái mùi nó tương đương. Đúng rồi, ba mùi nó có tông mùi là giống nhau thì nó gần ngửi lại không? Mùi này
Mùi này à? Còn bạn cũng thích mùi này đúng không? Mancera. Rồi mình cảm ơn nhá. Ở đây mình có 3 mùi hương của 3 chai nước hoa. Bạn gửi giúp mình và chai nước hoa là bạn cảm thấy ưng mùi nhất. Ok, chai đầu tiên. Chai thứ 2. Em thích cái mùi thứ nhất thôi, bởi vì nó giống với mùi Romano ấy. Còn mùi thứ ba thì em không ngửi cái mùi gì cả. Bạn thích mùi này à? Mùi đầu tiên ấy ạ, giống mùi... Đây à? Không, đây mặt này. Đúng rồi, mùi này ạ. Mùi này à bạn? Mancera. Rồi mình cảm ơn bạn rất. Cuối cùng, chúng ta đã có người chiến thắng. Và mình rất là bất ngờ vì Mancera Cedrop Boys nó có một cái chiến thắng đầy thuyết phục so với mùi hương của Amap Club Blue Intense và Creed Adventures. Mặc dù là người cái chai chiến thắng nhưng mà mình cũng muốn nói khuyến cáo với các anh em là mùi hương của chai nước hoa này thực sự để dùng trong khí hậu mùa hè mình là có thể nói là không phù hợp, bởi vì cái tính chất mùi của nó khá là nồng. Nếu mà anh em có định dùng vào mùa hè thì nên chú ý đến những cái liều lượng khi mà xịt. Còn ngoài ra về mùi hương thì video vừa xong của mình đã chứng minh chai nước hoa nào có mùi hương ok hơn. Mình rất hy vọng đây cũng là một cái thông tin để mà các anh em có thể tham khảo trước khi quyết định mua chai nước hoa nào trong 3 chai nước hoa trên. Video đến đây của mình đã hết. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị và đừng quên subscribe kênh của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.